Halloween vui vẻ nhé các bạn ơi. Tôi biết hôm nay không phải là ngày Halloween, nhưng các bạn có biết tôi sẽ nói về gì không? Đúng, chính xác, xương. Phóng to nào. Này, đừng có sợ, đó không phải là ma đâu, chỉ là hệ thống xương của bạn như thế đấy. Nào, hãy nói thêm một chút về xương trong cơ thể nhé. Bắt đầu với đầu trước nha. Sọ. Đây chính là sọ. Nó bảo vệ não khỏi những va đập và tổn thương. Hàm dưới. Phần dưới của hộp sọ được gọi là hàm dưới. Đó là phần xương lớn nhất và mạnh nhất trên khuôn mặt. Xương vai. Đây là xương dẹt có hình tam giác, được bảo vệ bởi các cơ xung quanh. Nó thường được gọi là xương bả vai. Lồng ngực. Lồng ngực bảo vệ tim và phổi của bạn. Nó thực sự rất yếu và có thể bị tổn thương bởi tai nạn, vận động thể thao và cả một cái hắt hơi mạnh. Cánh tay bao gồm ba xương lớn. Xương cánh tay tạo thành cánh tay trên. Xương quai và xương trụ là hai loại xương hình thành nên cánh tay dưới. Mỗi tay các bạn đều có một xương quai và một xương trụ. Hai xương này nối giữa khớp khuỷu tay và cổ tay. Lòng bàn tay của bạn bao gồm ba nhóm xương: ống cổ tay, xương đốt bàn tay và đốt ngón tay. Xương đùi hay xương là xương dài nhất, nặng nhất và mạnh nhất trong toàn bộ cơ thể người. Tất cả trọng lượng của cơ thể được hỗ trợ bởi các xương đùi trong nhiều hoạt động, chẳng hạn như chạy, nhảy, đi bộ hoặc đứng lên. Xương bánh chè. Xương bánh chè cũng được biết đến như miếng đệm đầu gối, dày và có hình tam giác tròn để che chắn và bảo vệ bề mặt của khớp gối. Xương mắt. Xương mắt là xương nằm ngoài và mảnh khảnh của chân dưới. Chức năng chính là hỗ trợ gắn kết các cơ, nhưng nó không tiếp thêm nhiều sức mạnh cho chân. Xương chày. Xương chày là một xương lớn nằm ở chân dưới của cơ thể người. Nó cũng được gọi là xương ống chân và là xương mang trọng lượng nhiều nhất. Cũng giống như bạn, lòng bàn tay, bàn chân của bạn cũng bao gồm hai nhóm xương: xương cổ chân và xương đốt bàn chân. Thời gian cho mẫu tinh vật. Bạn có biết rằng một nửa xương của cơ thể bạn nằm ở tay và chân hay không? Và một đứa trẻ sơ sinh có 300 cái xương, trong khi người trưởng thành có 206 cái xương. Lý do là một số xương nhỏ hợp nhất với nhau để tạo thành xương lớn hơn. Được rồi các bạn nhỏ, đi thôi nào. Đây là tôi thu nhỏ lại nào. Gặp lại lần sau với nhiều sự thật thú vị hơn nữa nha.